Chào con, đi vô. Thần tài tới nè. Chào cô Hằng. Nói rồi, đi vô, thần tài tới nè. Phải không? Trời ơi, đây có cái bí, bông bí nè. Được dây bí, có bông bí. Đây nắng quá, héo giờ mới tiêu tinh lại. Chứ đó có rửa rau, rửa cải, đổ nước vô. Nói thằng Tân, nói chào, nói thần tài giờ tới nè. Phải không? Cái này thần tài không? Phải thần tài không ta? Thần tài hay không? Không biết. Còn không biết. Hả? Phải. Ủa mà giờ chị Mỹ nó phải, còn Tân thì nó nói nó không biết. Thần tài tới nè. Ok. Cũng đỡ hả? Bữa nay là cũng đỡ chứ nó không có được. Mới đi khám bác sĩ về chứ. Nhưng mà thấy hình như là sáng sủa hơn, hồng hào hơn á. Phải không? Mặt có thần sắc. Có thần sắc hơn á. Giống như nó không có bí xị giống như hồi trước. Hồi nãy đi khám bác sĩ cũng nói vậy á. Cũng nói y vậy đúng không? Đúng rồi, có thần sắc giống như là khi cái thần sắc cái sức sống á. Bác sĩ nói hồi nãy ông nói là bác sĩ khoa thận đó. Đây tôi thấy cô có vẻ trở lại bình thường. Dạ, yeah, giống như có thần sắc, có sức sống hơn chứ không phải cái kiểu. Mà con thấy con cũng nông tim rồi á, nó khỏe dần dần lên. Tại vì cái tim là cái nhịp thở của mình mà mình thở không được thì mình mới khó đây, chịu. Đây mẹ con là bị tim mà không biết. Xong là bị nghẽn nữa. Máu không có lưu thông đều cơ thể, nó cứ yếu hoài. Khám cái gì cũng khám mà trừ cái kho tim là không có khám. Bởi vậy. Không mà tại vì khi tới thay thận á nó phải bắt mình đi khám đúng tim rồi, để nông tim, ai cũng vậy. Nói là thì tại vì hồi trước đó giờ chị không có phải là bệnh tim cho nên là không có chuyên đi khám về tim, mà khi mình sắp thay thận là nó khám mình hết tất cả, khám hết tất cả, thì bởi vì mấy khi ra cái tim thì nó mới lòi thêm chỉ cái tim. Bữa thì đi đo điện tâm đồ thì thấy bình thường, nếu hồi đi siêu âm tim lòi ra tim đó. Rồi giờ sao thằng Tân hổm lại thì có đi mua đồ chuẩn bị gì chưa? Dạ có mua ít bánh rồi ngũ cốc cho mấy đứa nhỏ rồi tiếp tục chơi. Cái gì mà đổ sữa vô ăn? Chio. Mấy cái chio hả? Hộp bự màu. Để về cho mấy đứa nít ăn. Cái 5 đồng mấy. Đúng rồi, để về đổ sữa vô ăn á. Ông Tân ngồi đây sao tới hù vậy ta? Chắc giờ ánh sáng. Cái ánh sáng đó. Đó giờ cái màn này nè. Sao kéo cái màn nó ngang thử nghe ta. Nó dội ánh sáng ngược lại. Không phải kéo bít lại á, kéo bít lại cửa. Che lại. Tại vì để nó lấy ánh sáng trước này á, sáng hơn lại chút không. Đâu ngồi xuống người ta. Thấy mẹ con thì rõ mà chỗ thấy anh Tân thì nó hơi mờ mờ. Vậy sao anh Tân qua đây đi, bữa nay anh Tân làm nhân vật chính. Tân bữa nay nhân vật chính, cậu Hằng có nói. Ủa gì hả? Biết đâu. Ủa vậy cơ chị? Thăm mẹ. Chị chưa nói cho nó biết hả? Để cho tự nhiên cho nó bất ngờ. Ôi hẹn chi mẹ nó biết trước. Tân bữa nay nhân vật chính à, Tân xích vô rồi, mẹ xích vô đây. Thì hai mẹ con cũng là nhân vật chính. Hẹn chi nói thần tài tới, Tân nó nói không biết, mẹ nó thì biết. Con tưởng như bình thường thôi, thằng tới thăm mẹ con rồi coi cái sức khỏe sao. Trời ơi, nó nóng quá đi. Mà bữa nay đỡ đó, chứ em đó. Hôm qua em ghé hoặc hôm kia là ngồi đây là em ngộp, không sống nổi đâu. Bữa nay đỡ ra. Đó, bữa nay đỡ. Đỡ hơn mấy bữa trước. Vậy mà sao mày mặc áo lạnh gì kín mít vô vậy? Đi với mẹ. Đi bác sĩ với mình á. Đi cũng đâu có lạnh đâu mà mặc vậy sao thở nổi. Cái quen rồi cô, kiểu người ta hay mặc áo khoác ra đường. Khoác ra đường che nắng đi ha. Đó ok, thì thật ra bữa nay đi qua đây á là thì trước thì lúc nào cũng thăm mẹ con sức khỏe. Và sau đó thì tại vì con được các cô chú á, thương là khi biết tin Tân sắp sửa về Việt Nam, tại vì chờ cái trong lúc chờ để mẹ con điều trị xong mới trở lại qua thay thận đó. Thì ở đây cô chú, mấy cô chú cộng đồng mạng coi, mấy thương thì mỗi cô chú có góp tiền lại để cho riêng Tân.
để Tân đem về giống như là để mua quà cho con, cho vợ, hay là để làm lộ phí khi có đi trở lại Mỹ cũng có tiền đi. Thì đây là thật ra cái tình thương của mấy cô chú ở đây là một cái tình thương rất là rộng lớn, rất là rộng lớn luôn. Cái này nói thiệt đó, thì những hoàn cảnh mà thực sự khi em xác nhận mà em giúp những hoàn cảnh nào như vậy đó, thì những cái gì á, giống như người thật việc thật. Thì những cô chú này đã theo dõi chương trình của Hằng là cũng từ lâu không à, theo dõi chương trình em, đây là những khán giả theo dõi lâu rồi, cho nên cũng giúp nhiều trường hợp khác, mà nhất là trường hợp chị Mỹ, là lâu nay những cô chú này luôn luôn ủng hộ đồng hành với chị Mỹ từ khi gặp em tới giờ gần 2 năm mà, đúng không? Đúng rồi. Gần 2 năm là mẹ con bên cái kênh YouTube của cô Hằng hầu như là mẹ con có lương đều đều mỗi tháng. Cô Hằng hầu như là có lương đều đều, đó là những tiền mà của Mạnh Thường Quân trong kênh YouTube của cô Hằng thương để ủng hộ giúp đỡ cho mẹ con đó. Thì đó là thật là chính cả em là người mà nhận được đồng tiền này để giúp lại cho hai mẹ con chị, em là người vui nhất. Vì em cũng rất là khi vui và hãnh diện khi được cái sự tin tưởng của một cái công việc mình làm mà để cho được sự ủng hộ của quý khán giả đồng hương mà ủng hộ chương trình của những người mà bị hoạn nạn khó khăn. Thì hôm nay đây là Tân, hôm nay là ngày này là để tới để tiền, số tiền này là bà con góp cho Tân để Tân đi về có quà cho vợ con và có giống như chi phí để khi con có trở lại cũng có tiền vậy đó. Thì ok, hôm nay thì cô Hằng sẽ đọc cái danh sách này, cái tên của những người cô chú cho. Thì cái bữa video mà cô tới đây tin tức là con sẽ về Việt Nam đó, thì đây là cô chú xem cái video đó và ủng hộ con. Đó, đây thì cô Hằng sẽ đọc tên là chị Hy Đì Diệp cho Tân 300, chị Thủy ở Louisiana cho Tân 200, Khi Lì ở Missouri cho 200, một người bạn ở San Francisco cho 50, và hai chị em ở San Francisco cho 200. Cái này thì cái chị gửi là chị cứ kêu nói vậy là chị biết rồi. Một người, tại vì chị gửi 250 mà chị nó ghi là một người bạn ở San Francisco cho 50, và hai chị em ở San Francisco cho 200. Có nghĩa là không có ghi tên, chị nói không có tên mà nói đọc như vậy là chị biết của chị gửi. Rồi chị Ngọc là chị Rô Xà Diệp cho 1000, và cô Vui Nguyễn cho 300, chị Hoa cho 200, cô Hai Tấn cho 100, và anh Nguyên và chị Trinh cho 200, và một chị Lilian ở Modesto cho 200. Thì tổng cộng ở đây Tân có là 2950 đồng của cô chú anh chị em gửi ủng hộ tới cho Tân ha. Rồi một lần nữa để cô Hằng đọc lại thêm một lần nữa đi, là chị Hy Đì Diệp cho 300, chị Thủy ở Louisiana cho 200, Khi Lì ở Missouri cho 200, một người bạn ở San Francisco cho 50, và hai chị em ở San Francisco cho 200, và chị Ngọc là chị Rô Xà Diệp đó cho 1000, cô Vui Nguyễn cho 300, chị Hoa cho 200, cô Hai Tấn cho 100, anh Nguyên và chị Trinh cho 200, chị Lilian ở Modesto gửi chị Hương á là cho 200. Là này gặp chị Hương đi nhà thờ cho nên là gửi. Rồi về Hằng ghi vô đây. Rồi tổng cộng là Tân có 2950 ha. Thì thôi Tân gửi lời cảm ơn các chị, các cô, các chú. Dạ con là Tân, con của mẹ Mỹ. Nay được cô Hằng thông báo đến là các mạnh thường quân, các cô chú anh chị đã giúp đỡ cho mẹ con trong thời gian qua, và nay cũng được mọi người giúp thêm cho phần về cho con. Con xin chân thành cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cho con ạ. Ok, thì đây là tình thương của mấy cô chú, cũng giống như cái tấm lòng mà con có hiếu thảo với mẹ thì cũng động tới những cô chú, những người làm cha mẹ. Những người làm cha mẹ thì luôn luôn sẽ cảm động tới thấy có một đứa con mà nó không có nghĩ tới cho cái bản thân của nó. Giống như những đứa con ích kỷ có thể nó không cho nha,
chứ không phải là đứa con nào nó cũng thương nó cho đâu. Rất là nhiều đứa con thí dụ nó ích kỷ, nó nói cho mẹ rồi lỡ tôi có gì sao. Cho nên là đây là những tấm lòng của cô chú có thể chạm tới trái tim của cô chú. À, tạm thời ở đây là chỉ góp cho con chút để con có lộ phí con đi về Việt Nam. Con cảm ơn. Ừ, đó là tấm lòng có hiếu thảo của con đối với cha mẹ. Thì mấy cô chú ai cũng có con cái cho nên người ta hiểu được. Thì hiểu được thấy con tuổi còn trẻ nhưng mà con hiếu thảo với mẹ như vậy thì người ta thương, người ta góp cho con. Thì ở đây cô Hằng, thật ra cô Hằng cũng thay mặt Tân với chị Mỹ cảm ơn tất cả các anh chị đã luôn luôn đồng hành với chương trình của kênh YouTube Hằng Kali để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như là những trường hợp của hai mẹ con chị Mỹ hay là những trường hợp khác đó. Thì ok, hôm nay cô Hằng sẽ trao cái tiền và con đếm tiền đi. Và cái phần quà này con sẽ đem về và con mua quà cho vợ con nó mừng. Rồi đâu con đếm cái đây nhiêu, phải 2009 không hay là 2008 rồi đó, để cô Hằng đưa thêm cái tiền lẻ đếm đi. Để cho đếm tiền. cảm động hả? Yeah, ngay cả em cũng đôi khi những cái bất ngờ quá, mình không ngờ cái tình thương của bà con lớn vậy. Đó nhiêu con? Đến một lần thì 28 con. 28 đi, 28 đúng rồi, 28 trước đi. 2950 rồi cô Hằng đưa thêm cái 150. Dạ, 28 rồi. Đây là 29. Yeah. Rồi, đây 2960 ha. Rồi coi như là trời ơi, cái gì mà đưa lại cho cô Hằng 10 đồng. Đâu có cần, cảm ơn cô Hằng, cảm ơn các cô chú anh chị đã giúp đỡ. Cảm ơn. Cảm động hả? Đó, thấy không? Giúp mẹ xong giúp con. Giúp mẹ xong rồi thấy, tại vì thấy đứa con nó có, nè bỏ vô cái phong bì đi. Ừ. Thấy đứa con nó có một cái lòng hiếu thảo, chị biết không? Thì ở đây ai cũng là bậc làm cha làm mẹ thì cũng cảm động với cái tấm lòng. Thì người ta mặc dù mỗi người bà con góp cho mình vậy là mình cũng rất là vui rồi. À, xung quanh vẫn có nhiều người thương yêu mình. Yeah. Thì mặc dù chưa có nhận được, chị Mỹ chưa có nhận được cái thận từ Tân, nhưng mà tại vì đây không phải là Tân, mà bác sĩ chưa có sẵn sàng để mà mổ thì Tân phải đi về Việt Nam, tại cái visa nó cũng hết hạn rồi. Rồi chứ bây giờ còn phải 6 tháng mà ngồi để chờ thì nó lâu quá. Thì thôi đi về Việt Nam. Rồi xin cái visa mới qua lại. Đúng rồi, về sẵn thăm vợ con và xin cái visa mới luôn. Tại visa cũng đã 8-9 tháng rồi hả? Dạ 7 tháng hơn. 7 tháng hơn. 7 tháng hơn rồi. Thì mình giống như mình xin cái visa khác luôn cho nó, cái visa khác thì cũng được khoảng 5 nữa. Rồi lúc đó mổ xong rồi. Tại vì bác sĩ bữa khám cho con cũng nói là cũng chưa biết được tình hình sức khỏe của mẹ như thế nào để nắm bắt. Nhưng mà kiểm tra xong hết rồi thì người ta mới dám khẳng định là mổ. Thì không có, thì người ta dự trù là từ 3 đến 6 tháng. Có thể là 3 tháng khi sức khỏe khám xong, có thể là 3 tháng người ta định được. Giờ cũng nếu chưa khỏe thì cứ tiếp tục chờ. Đúng rồi, tiếp tục để điều trị cho khỏe cái tim hết. Thì khi nào ready thì người ta sẽ gửi giấy qua cho con tiếp. Để gửi giấy thì nó chỉ cầm cái giấy đó nó ra làm visa thôi. Cầm cái giấy đó đi ra đại sứ quán Mỹ xin cái visa thôi. Cái giấy từ bệnh viện, tại vì trong cái passport của con đem ra cái visa con còn thời hạn đó, tại thời hạn nó cho 1 năm mà trong đó con mới đi 7 tháng mấy à đó. Thì khi con trở qua đó, là cái visa con còn, tại vì nó cho 1 năm không à. Nhưng mà mình chắc mình cũng mình đi phải 6 tháng không, nhưng mình phải đi ra lại, mình đi qua bên đây mình ở lâu, ở là còn ở lâu. Đúng không phải là con không cần tới đại sứ quán Mỹ, con tới phải tới, nhưng mà ý nói cái visa con chưa hết hạn tại 1 năm lận, thì con cứ đem ra tới cho người ta đóng một cái mới để người ta biết mình có quay về và mình đi tiếp. Mà đi lần thứ hai con đem vô đó nó dễ lắm chứ không có cần chờ phỏng vấn gì nữa hết á. Lên chỉ nó cấp cái visa mới ngày mới để đi thôi chứ không có cần phỏng vấn, dễ lắm nha. Vậy thôi cũng mừng, tự nhiên về có một cái chút chút tiền làm lộ phí cho vợ con nó vui. Phải không? Nha. Rồi mua quà cáp rồi cho con đi. Khi mua những cái gì cho con để khi qua một đợt này rồi lâu lắm rồi trở lại rồi nha.
cho nên giờ muốn mua những cái đồ ăn gì đó cần thiết để cho mấy đứa nhỏ. Mua ít bánh rồi kẹo. Tại vì kẹo phải để Chủ nhật này mới đi mua. Ở đây nó nóng lắm. Nóng lắm, vậy chảy hết. Chảy hết. Kẹo chocolate á. Chủ nhật này á, giờ con bạn chở đi mua. Mà đem về bánh mà nếu lỡ mà nó có chảy rồi đem quăng vô tủ lạnh liền nghe dạ, cho nó đông lại. Dạ. Tại chocolate quăng vô tủ lạnh nó mỗi cái cây vậy nó có từng bịch rồi. Thì mình bỏ vô tủ lạnh xong rồi nó đông lại. Nóng quá. Quá trời nóng. Mấy tầng trong tầng vừa rồi nóng khủng khiếp. Tối 9-10 giờ rồi chưa mát. Dạ đúng rồi. Tại vì cái nắng nó đi. Không có mua cái máy lạnh hả? Sao mua cái máy lạnh nhỏ nhỏ thả vô. Có cái máy lạnh mà thì trước ông xã ông Bình á các bạn cũng cho cái mà tại vì chuyển qua đây nhà nhỏ quá không có dám xài. Với lại mình không biết người ta có cho mình xài hay không, rồi lỡ ao điện thôi nằm ngủ quạt được. Ngủ quạt nhưng mà có ngợp không á, tại chị dạ, mở cửa sổ có bệnh. Ba ngày nóng quá rồi đi rửa mặt là thường xuyên chút, rửa nước lạnh. Ngày hôm qua, ngày hôm qua em kia. Mấy ngày trước nóng quá, nóng em ngợp luôn em cũng. Hôm bữa thứ hai là nóng thứ hai á. Trời nó nóng quá chịu không nổi. Ngợp phải không? Hai mẹ con đi xuống với thay kẹt á, chung vô đó. Ờ chung đi lại cho nó mát. Đúng rồi, chung vô shopping ngồi cho nó mát. Nó nóng chịu không nổi, nó nóng mà nó bức rất trong người, nó khó chịu. Đúng rồi, khó chịu lắm. Em xuống thay kẹt. Bữa thứ hai rồi hả? Thứ hai sao? Mới thứ hai, cái đây hai hôm. Dạ nóng ngợp lắm, nóng chịu không nổi. Dạ 27 con lên máy bay hả? Dạ chiều, tối 27. Tối 27 đi ra phi trường. Dạ. 1 giờ sáng mới bay. Là có cô chú đưa con rồi không? Dạ, vậy cũng được. Rồi ok. Vậy là giờ bắt đầu cũng phải chuẩn bị đóng thùng rồi. Bữa nay là ngày gần rồi. Dạ nay 19. Ừ, còn có nói gì chứ còn từng nữa hả? Dạ. Đem về mấy thùng? Dạ 2 thùng. Ờ được 2 thùng. Cũng dư chứ đâu có nhiều đồ rồi đó. Vậy hả? Dư phao hả? Vậy đó thì coi cái gì mẹ hơi bự luôn con. Dạ không vừa đó mẹ, tại cái gì người ta cứ nhét lại đi. Nãy giờ tại cô Hằng đi công chuyện nhưng mà cũng nói để đâu để kiếm đồ cũ đem qua cho Tân mà quên, để từ đây tới bữa đó cô Hằng có lựa có Hằng đem qua cho mới đó, cái mấy cái đồ mới á nếu dư để cho nó nhét vô sách về cho đủ dạ. Phao thấy vậy đó, nhiều khi chưa có mua đủ đồ à, khi mua rồi không đủ á giờ đó thì con chỉ còn mua kẹo là đủ có 25 kg chứ mấy, mỗi cái bịch mỗi cái thùng được có 25 kg à. Dạ 23 à. 23 con. Ừ chưa đóng chưa tới 23 tại vì nhiều khi con quần áo con bận con khỏi cần đem về. Dạ, con quần áo con đem về. Đúng rồi con bận một bộ dính da về thôi. Dạ. Ừ tại đem về mất công nặng phao dạ. Của mình nghe mình đem có cái áo lạnh mà tại con thích bữa thấy cái có cái áo lạnh mà của con hàng cho mà bận mỏng á, nó đem về bên Việt Nam nó bận mà cái dạng nó khoác không còn đi làm. Vậy hơn ngày trước nó mỏng có một đi hấp thụ nhiệt thôi. Đó chứ mà đừng có xách thêm ba cái quần cái áo lùng cầm đâu em vậy không còn gì mua thêm Costco mấy cái bịch kẹo mà bịch lớn 2 kg mấy á vậy chia cho bà con mỗi người một bịch nhỏ vậy để tới đây có quà cho mừng vậy thôi. Biết kẹo ở Mỹ về thì thường thường giống như bà con ở bên Việt Nam không phải là người ta nghe mình về là cần phải quà cáp gì nhưng mà cái đó tới thăm rồi đó thì mình có mỗi người một nắm kẹo cho vui vậy đó. Dạ rồi có mua gì không, thuốc Tylenol Costco rồi đó đem về bà cho gia đình có mua rồi mua xe lông bát cho ông về vợ nó đó mấy cái thuốc mua Costco á mua đem về để trong nhà để dành xài để dành uống rồi đó nhé. Chứ lại bên đó bên này ta sử dụng Tylenol cũng như bên mình rồi. Nó tại hồi trước người ta không có xài thôi bây giờ người ta gửi về bán rồi nhưng nhiều mà hồi xưa kiều bên Việt Nam nó cấm không uống chỗ Tylenol tại bây giờ không biết mà bây giờ chắc hồi xưa nó không có học tại không có thôi hoặc là cầm về đồ bị hải quan đó chứ cái thuốc đó là cái thuốc mà khi mà thuốc gì mà Mỹ mà cho bán ở ngoài có nghĩa là chị cảm nhẹ thôi còn đây mình bệnh chị thấy không chủ sinh cũng phải có to bác sĩ mới lại mua được có khi nào mình mua được chủ sinh không hay là thuốc ho chỉ là những cái thuốc ho nước đơn giản ở trong mới được bán tự do chứ những thuốc gì mà điều trị bệnh Mỹ rất là kỹ không có được bán tự do còn Tylenol là một cái loại thuốc cảm nhẹ thôi
That's why em bệnh, vì em bệnh Covid em cũng uống chỉ có một ngày em uống hai lần, mỗi lần viên Panadol thôi em cũng hết bệnh. Tại vì khi mình đừng có lạm dụng cái thuốc nhiều, mình bệnh nhẹ nhẹ mình cứ uống những cái thuốc nhẹ nhẹ đó nó hết, mai mốt mình có bệnh gì thuốc nó không bị lờn. Khi cảm vậy em chỉ một viên Panadol hay nhức đầu một viên thôi, không tới hai viên, có khi hai ba tháng mới uống viên thuốc. Chỉ có thuốc allergy dị ứng là phải uống mỗi ngày, còn thôi nó ngứa rồi nó sổ mũi, nó làm mình khó chịu lắm. Tại mùa này phấn hoa nè ở Mỹ á. Còn ngoài ra thuốc cảm bệnh hay gì khi một tháng hai ba tháng mới uống viên nữa, nên mình không bị lờn thuốc. Chứ đừng có lạm dụng đem về, không phải nói bệnh cái gì cũng uống nha Tân. Panadol á, không như như Panadol thì con thấy là nó chữa được cái nhức đầu, thì nhức đầu đau nhất hoặc là mỏi một viên người. Thôi đừng uống hai viên, đừng có tập hai viên. Ông sẽ Mỹ ông uống thuốc giảm đau mà không hay bằng uống Panadol. Dạ yeah, em cũng Panadol không đó chị. Hồi đó ông bị nó di căn á, à, nó lâu á, à, mà ông uống mấy cái thuốc kia vô là ông bị dợp bể, ông bị tùm lum. À. Mà riêng cái ông này nè, ông uống sáng ba viên, sáng viên, trưa viên, chiều viên, à, mà nó lại giảm. Đúng đau. Rồi, em cũng cảm thấy Panadol đối với em như một cái thần dược vậy. Mặc dù cái thuốc nó rất nhẹ nhàng, em chỉ một viên thôi. Một hộp thuốc là để cho nhức đầu căng thẳng gì lâu lâu mới uống một viên là nó như thuốc tiên vậy đó. Thì cho nên đừng có bao giờ thấy cái gì cái quất vô cho nó nhiều, lạm dụng thuốc quá, nó không có tốt sức khỏe, nó lờn, lần sau nó sẽ lờn. Cho nên chỉ có một viên là mình cảm thấy nó giảm, là nó quen cái đó cái độ vậy thôi chị. Tại vì chị quất hai viên khi cái đô nó tăng là lần sau chị phải cứ hai viên, hai viên khiến nó lờn luôn. Mà đừng có uống hoài, khi nào mình cảm thấy mình nhức đầu chịu không nổi mình uống thôi, chứ đừng nghĩ là thì mình chút xíu cũng lấy viên thuốc uống. Nhưng mà Mỹ đi lọc máu về hay đâu đâu á, uống viên không, uống nó không có tác dụng. Uống thay đâu không tác dụng, à, không tác tại dụng. Chị đau đầu của cái lọc máu nó khác, cái lọc máu chứ không phải cái máu nó làm cho đau da, yeah, chứ không phải cái đau đầu của đầu chị là đau đầu chó, đau đầu cảm, không phải vậy. Không uống. Ừ. Yeah. Nên thì thôi mình đem thuốc con mua chừng vài chai hả, về nếu uống mà mấy chai à, hai mấy chai gì à, về phát cho bên vợ đưa cho thằng anh đó, ừ, với anh em đó vài chai, chai cũng rẻ, bốn năm chai, bốn năm sáu chai đi nó cũng vậy, nhiều lắm, một chai tới 300 viên, ừ, mà lâu lâu mới cảm bệnh chứ đâu có bệnh hoài. Tại vì cái đợt nhưng mà đem về cho quý dữ lắm, trời ơi, cái đợt mà nó gửi về cho nó đó, nè, ở bên Việt Nam mình đang mùa Covid đó, trời ơi, xin... quý như vàng, quý như vàng. Chỉ biết đợt hồi cái năm rồi em về Việt Nam tiền thuốc á 3.000 đồng, tại vì đợt đó ngay Covid. Chị thấy về đó em đổ ra từng thao bự nè, có coi trong mấy phim không, rồi xong kêu con cháu lại nó múc, em đem bọc sẵn về, ừ, về bến mua bọc múc ra mỗi người bịch bịch, rồi khi mà người ta tới sân để phát gạo đó cứ người bao gạo người bịch thuốc quý như vàng. Còn dầu xanh thì có lý mịch chứ dầu xanh đó thì mình không phát hết được, quá dầu xanh mắc, nhưng mà em vẫn cho những người già, những người bệnh em, trời ơi, dầu xanh được đó là mấy chục lố đó. Trời ơi, em đi về em đem 12 lố chưa đủ, em kêu Don gửi qua thêm 10 lố nữa. Mà cũng không đủ, tại vì người ta quý, người ta năn nỉ ỉ thôi, người ta khóc mua về cho. Mà không phải cái đợt từ thiện không, em từ xưa mỗi lần về Việt Nam thuốc Panadol với dầu xanh ít nhất là 10 lố. Tại vì ở bển em biết cần, mà hàng xóm của em là em về tới là không có cần bà con thì đông lắm khỏi nói. Còn hàng xóm nè, ai lại cũng bịch thuốc, ai lại cũng bịch thuốc. Panadol quý lắm mà cho cái đó có phước chị. Tại cái thuốc trị bệnh mà cho cái đó là quý báu có phước. Trời, em cho từ hồi xưa mà mỗi lần em đi về Việt Nam lẫn chứ đâu phải từ khi giờ em làm từ thiện đâu. Nhớ hồi xưa em về là em cho vậy đó. Tại hồi xưa mình không có làm về YouTube, mình không có quay phim thì không có ai biết. Nhưng mà em thích cho vậy đó. Thích cho vậy dữ lắm. Nên quý lắm. Chứ ta thân đơn mà những cái bệnh hàng ngày mà trái gió trời trời rồi uống vô nó khỏe đỡ. Quý tới mà người ta năn nỉ cho thuốc không ta lại. Người ta nói thôi không cho tiền cũng được, cho thuốc này đi. Tại thuốc nó kiếm mua không có. Thì ở Việt Nam nó đâu có bán loại nào. Không có, họ nói thôi cho thuốc đi, tôi không cần cho tiền. Giống như mà khi tới hết thuốc cho 100 ngàn, 200 ngàn không thích, nói thôi gì kêu gửi thuốc qua. Trời đợt là kêu Don gửi qua thêm vừa thuốc vừa dầu xanh nó nhiều lắm. Cộng tiền thuốc không khoảng 3 ngàn đồng, chưa kể tiền dầu xanh đó. Em về em đóng thùng toàn là thuốc không, không có quần áo gì hết đó. Quần áo em chỉ đem một cái vali em bận vậy thôi. Thuốc không, hoàn toàn thuốc hết, về cho hết. Thiệt mà. Cho thuốc có phước lắm. Mình cho người ta uống trị bệnh đó, có phước lắm. Dạ thôi, làm được cái gì thì làm thôi. Khi mình làm, mình hiểu được rồi. Dạ. Nói lúc về Việt Nam làm từ thiện vui lắm chị. Trong lòng vui, giúp được những cái đó mình cảm thấy vui lắm. Dạ. Năm nay theo lẽ em tính về nè,
mà mùa nóng quá em về năm rồi em bị ngợp á, em về ngay chân tháng tháng tư tháng năm rồi tới tháng sáu tháng bảy là ngay cái tháng nó ngợp nhất, mà tháng 12 thì giá hơi mắc nhưng mà nó khỏe, nó mát. Nghe em định cũng sắp xếp để về một chuyến nữa, về về ăn tết mới vui. Ăn tết em cảm thấy ở đây vui hơn. Mỗi nhưng... người mỗi cảm nhận à, thấy ở đây vui hơn. Tại chị đi hồi xưa chị còn nhớ cảm giác tết ở bển á, chứ bây giờ á về lại thì tết là vui mấy ngày bán đồ bán bông bán hoa thôi, còn sau ngày tết là buồn. 2, 3, như ngày thường buồn thì nó vắng nhà ai đấy ở. Thế thì gán nè, thay thận xong khỏe rồi đó, mà chị thay thận xong á là ít nhất ổn hết tất cả máu rồi rồi chị mới về Việt Nam được. Tại vì khi bắt đầu cũng phải một năm sau, một năm sau nó mới ổn về cái máu. Tại vì khi mà 3 tháng chị mới thử máu một lần á thì lúc đó chị mới mới đi về Việt Nam được. Còn thôi nè, mỗi tuần trong thời gian lâu lắm rồi dần dần giảm một tháng, rồi một tháng cái từ từ ổn, cái bắt đầu khi tới 3 tháng một tháng mới thử một lần á thì mình cũng chưa ổn lắm, thì bắt đầu khi mà nó cho mình 3 tháng mới thử máu một lần là lúc đó là đi chơi rồi. Ổn rồi đó, là ổn ấy. Cứ, cứ dự tính là cuối năm nay mẹ được cho lấy trái thận cho mẹ. Thêm một năm sau nó được. Cuối năm sau là mẹ có thể mà về, cũng tùy vào sức khỏe của mẹ. Sau khi đã thay thận rồi bác sĩ kiểm tra hay sao, người ta ok thì cho mẹ. Cầu mong cho nó khỏe. Và cái nguyện vọng trở về Việt Nam đó đúng không? Mẹ thấy những cái em bên cạnh nhà cũng cho cậu ruột đó, từng năm là khỏe hết gì đó. Khỏe hết à? Không sao chứ? Nhỏ hơn con mấy tuổi? Gái hả? 10 tuổi. Gái. Đâu? À, 7 tuổi. Mấy tuổi hả? 7 tuổi. Nay cũng cỡ gần 30 rồi. Cho cái đây 5 năm rồi. Đó, mà nó cho cậu nó hả? Cho cậu ruột. Ừ. Đó cậu. Cậu. Mà thấy đi đứng rồi lái xe. Đâu có bình thường, bình mà. Thường ấy, cũng như người bình thường không khác cái gì á. Ủa gì cái đâu có. Bữa ra ai cũng nghĩ là lấy cái đó người yếu hả? Không phải, nó bình thường hả? Nhiều khi còn khỏe hơn người rồi. Bình thường có gì hết á. Là người mập, người mập rồi đâu đi lại nó hơi khó bụng mình. Cho xong rồi người nó săn rồi khỏe rồi bồng. Cho xong rồi để thêm đứa con nữa. Hỏi trời ơi. Đúng rồi, bình thường. Một người con gái cho cậu ruột mà cho được. Lẽ mình thương người con gái đó. Đấy chạnh lòng chứ. Chạnh lòng gái phải cho được không được. Gái phải cho bằng được ha. Không mà nó sinh đẻ bình thường mà. Giống như con có lấy thấy thận không? Khi con khỏe mạnh rồi vợ con muốn đẻ nữa cũng bình thường. Thử đi coi vợ đẻ được không? Thiệt. Hai đứa thôi. Hai đứa thôi hả? Kiếm đứa con gái đi. Lỡ đâu lòi thêm cục nữa là lại thêm cục nữa, từ nào ra nữa là thành đội bóng luôn hả cô à? Vậy sợ lắm, thành ra hồi đó mình cũng dài hai thằng, ba nó kêu đẻ nữa, cũng sợ lòi cục trai nữa, trai nữa phải đẻ nữa, vậy thôi chứ mà không dám đẻ đó. Này cứ sợ lòi ra cục trai nữa ha, còn mấy người ta cứ khỏe một trai một gái, sướng rồi. Không cái đó mà giống như ông trời sắp đặt chị. Tự nhiên em sanh một đứa con gái xong là em nghĩ là em kế hoạch em không có sanh nữa đó. Mà tự nhiên dở kế hoạch mà nó lòi ra phải đúng con trai đó, mà con trai đứa con gái phải lòi ra. Rồi vậy phải lòi ra rồi xong lúc đó nghĩ là đẻ là đủ rồi đó. Mấy hồi xưa mà chị không có sao á. Mình cũng có đứa con gái đầu. Có đứa con gái đầu. Nhưng mà mất từ nhỏ. Mới đẻ ra mấy ngày à. Ổn quá bị, nhưng mà nó mất. Cũng là mình thấy cũng có phước. Tại khi sinh nó ra cái chân của nó không bình thường. Chân nó đưa vô vậy nè. Là sao? Giống như chân cong đi. Chân nó sẽ đi không được. Đấy, đâu để được ngày trước ngày sau à. Nó bắt đầu nó khó nó thở bệnh. Nó khó thở rồi mới chở nó vô bệnh viện tỉnh. Bệnh viện tỉnh thì lúc đó cái ông bác sĩ gì hai chồng ổng là hai bác sĩ, nhưng vợ là gia sĩ, chồng là bác sĩ mà không có con. Và con bé mình lúc đó nó đẹp lắm. Cái ổng mới nói bây giờ ổng sẽ cứu. Nhưng mà sống là ổng nuôi. Sinh luôn, sinh thẳng luôn. Rồi chị cho hả? Không. Mình đâu có mặt ở đó, có ông sẽ. Ông sẽ ổng kêu không. Không chứ ổng không cứu hả? Ổng đâu có cứu. Cái gì kỳ vậy, bác sĩ ác vậy? Không, ông lương y phải như từ mẫu chứ. Ông cũng cứu, nhưng mà ông cứu không hết lòng. Nếu mà hứa cho ông thì ông sẽ cứu hết lòng. Trời ơi. Sao ông sẽ nói không? Chết thì tôi chôn. Chứ không? Sống thì tôi nuôi. Nhỏ mất. Nhỏ mất mà Mỹ ở nhà, về nhà rồi Mỹ cũng đâu biết nó mất đâu. Sao vậy? Cả nhà giấu hết.
sợ mình lên máu sáng hầu á, giấu hết. Tại mới đẻ có mấy ngày à? Mới đẻ có mấy ngày là nó mất rồi. Cái đau khoảng 10 ngày hay nửa tháng sau á. Cái lúc đó là thấy ngày nào cũng lấy sữa mang đi hết. Giả bộ hả? Giả bộ vậy đó. Mà ngày nào cũng lấy sữa mang đi hết á. Chị tưởng đâu đứa bé còn trong bệnh viện. Chị nghĩ là nó nằm ở trong bệnh viện, còn còn kêu nằm trong lồng kính đâu nữa chứ. Thôi xong cái thấy vậy cái thôi. Đến bữa đó mình nghi rồi. Lớn rồi, lúc đó là lâu bao lâu chị mới biết? Nửa tháng sau mình mới biết. Xong mà lúc đó cũng nguôi ngoai rồi. Tại mình đã nghi ngờ chuẩn bị tâm lý trong 2 tuần là vắng nó rồi á. Là coi như mình cũng hơi nghi ngờ rồi. Nếu mà chị được cứu sống thì đâu có lòi con. Đó về một trai khi một gái rồi. Rồi không có lòi ra tới. Cái số, cái số của con, cái số của con là con của mẹ con vậy cũng, thôi mà con cũng được sống, nó tính ra là cũng nhờ ba nhờ mẹ. Nhưng chém chết mấy lần rồi, cứu lại mẹ nhỏ mấy nó, lần nó bị kinh phong, bị giật á, động kinh á. Tưởng nó chết rồi chứ, nó lúc nó 5 tuổi á, là cắn lưỡi mà máu me đầy hết. Trời. Rồi tự nhiên nó đang nằm mê nó bật, nó ngồi dậy. Nó kêu ba ơi, nó ngã là mình ngã theo luôn. Nó xỉu là mình xỉu luôn. Rồi ba nói với ông nội đó, tại vì ông nội đó ở chung cư mà ở cách mấy căn à. Hôm qua ông nội nói với ba nó cứu nó chứ. Ủa thằng anh nó có vợ chưa? Chưa. Ồ thằng anh thì chưa có vợ hả? Nhưng mà anh có trùng máu với mẹ không? Trùng. Dạ, trùng. Tại vì nhà là 4 người. Ba nó cũng máu ô, mình cũng máu ô, hai đứa nó cũng vậy máu ô luôn. Như vậy xung phong cho trước là anh xung phong hay thằng này? Dạ. Thằng này nó giấu thằng anh. Nó không cho anh biết. Không cho anh biết mẹ tại bị. Tại vì lúc đó là liên lạc anh hai rất là khó. Ba thì mất. Vậy anh hai ở đâu? Anh hai ở Sài Gòn. Ồ, ở trong đó làm việc hả? Đó làm việc, tại vì liên lạc thì rất là khó. Tại nó không có chịu xài iPhone mà nó cứ xài ba cái Samsung rồi bắt rồi này kia, nhà không có phê tham, không có nói chuyện gì được, có tiếp cận với ảnh gì mà chứ không phải là anh hai sợ rồi. Không, sau khi thằng anh hai biết, anh hai đòi anh hai bây giờ là vậy á. Sao anh chắc, sao mày không nói tao đi xét nghiệm chung luôn rồi tao đưa cái kia nè. Thôi em nói thẳng, em nhìn thấy anh vậy chắc cũng có gì trong đó rồi, thôi để em làm người em khỏe, em khám hết rồi xong rồi. Tại lúc đó là Covid bị phong tỏa thành phố á. Còn khi mà xong rồi cỡ như tháng 10 á, đúng rồi, con mới đi xét nghiệm được. Thì thấy mọi thứ bên đó người ta xét nghiệm ra thì cũng ok hết rồi. Chứ đi được báo chảnh luôn. Là nó qua đi sớm rồi. Đúng rồi. Báo chảnh biết là anh này kia nọ, anh kêu thôi để anh trong đó anh làm xét nghiệm thêm đi coi anh có phù hợp nữa không, dù gì hai người cũng tốt không. Thì anh cứ làm đi, thì bác sĩ giờ người ta biết em rồi. Nếu có biết thêm anh nữa thì mai mốt em điện em nhắn. Không được thì anh. Dạ. Mà khi hồi năm ngoái gặp ảnh thì anh đi khám thì người ta báo là tiểu đường. Tiểu đường. Dạ. Wow, còn trẻ sao tiểu đường? Thì di truyền hả? Di truyền mà. Wow. Là ngoại bị, mình bị, giờ nó bị. Vậy kêu nó phải ăn uống cẩn thận nha. Dạ, dạ. Đừng có ăn cơm chị. Nhiều. Hạt cơm đường lắm nha chị. Hạt cơm ai cũng nghĩ nó lạc nhưng hạt cơm đường lắm hả? Anh thì ăn cơm. Ăn cơm nó là chuyên môn cơm. Thôi kêu nó ăn bún, chuyển qua ăn bún, ăn rau rồi. Cơm ăn một chén, mỗi bữa cơm nhỏ thôi, chén nhỏ. Hồi trước mấy không biết ăn cơm mới ăn nhiều lắm. No, hạt cơm đường dữ lắm. Bữa đó vô tình á, buổi tối ăn cơm rồi sáng mai đường nó lên. Thế mình nghi rồi. Cái bữa sau mình ăn cơm ít, mình ăn đồ ăn nhiều thì không bị. Đúng rồi. Ăn rau nhiều, ăn canh rau, đồ canh đồ nhiều, ăn cá. Canh thì Mỹ đâu có được ăn canh nhiều. Đúng rồi, tại chị lọc thận. Ăn cá nhiều. Như mấy ngày nay uống nước nhiều hơn. Bữa nay đi lọc gần 2 kg. Không, nhưng mà uống nước nhiều là nếu trước tình hình trước đây của mẹ là tuần 2 lần làm 2 tiếng thì uống nhưng nước nhiều. Nhưng bây giờ chị lọc ra mà chị hồng hào lắm. Chứ nó không có tái me tái mét giống như mấy bữa. Bữa mặt u ám, thấy sợ lắm, còn hoảng lắm, nhiều khi mà thấy cũng hoảng lắm. Giữa đêm ngủ nhìn coi ngó lên mẹ coi sao. Để ý. Sáng nào ngủ dậy đâu nói mẹ, đêm hơi mẹ ngủ thẳng nhìn thấy đỡ lo dễ sợ luôn. Nói vậy. Sáng nào đêm ngủ đó là trước đây nha, để ý hay khi thức như vậy cứ nửa tiếng rưỡi 2 tiếng thì canh coi nhìn mẹ nó sao. Thì lúc đó thì chắc khó thở quá hoặc là lạnh gáy nhiều, gáy nó nhiều. Thời gian khi mà từ lúc mà nông tim xong rồi á, đi từ khi mà đi cấp cứu chỗ xe bắt cơm á, thì cái tình trạng ngáy là nó không còn. Đại ngáy khi cái tim nghẹt hay gì vậy? Không có đủ hơi thở của mình để lấy sức.
Với lại hồi xưa, hồi trước không có ngủ được, mất ngủ coi như là dai dẳng lắm. Từng ngày đi nông tim về rồi đi bệnh viện chị cấp cứu về, ngủ óc giấc tới sáng nó thoải mái. Ừ, để coi cái đợ, em sẽ làm cho chị xin cái hao sinh nữa. Vì cái hao sinh, được hao sinh thì khỏe lắm rồi, không có tốn tiền nhà ở, tại vì đang không có thu nhập nè, sẽ không tốn tiền nhà ở để xin coi được cái hao sinh. Thấy mẹ em một tháng mấy nay thì tính ra cũng một tháng, gần một hơn một tháng là từ lúc mà đi bệnh viện vậy là 31 tây coi. Tháng 5 là nông tim, ngày gần ngày 10 là mẹ đi cấp, khó thở chính tay là đi cấp cứu. Từ đó đến giờ thì nói chung con cũng quan sát mà thấy mẹ cũng đỡ hơn rồi lúc con mới qua viện, thấy tỉnh táo hơn, thấy hồng hào hơn nha. Thôi thì ráng coi tăng cái gì bản thân gia đình chiến đi, rồi trở về lại là coi như mọi thứ suôn sẻ là được thay. Bữa của mẹ con mới đi khám tim thì người ta cũng quan sát, người ta cũng khám sơ bộ thôi. Chắc tới là chắc cũng có một vài cái lịch hẹn để kêu mẹ đi coi về cái tim như thế nào. Nếu cái hồ sơ báo cáo của bên khoa tim bữa đi khoa tim á là nó nói là tại vì thuốc mình uống á, cái liều nó còn thấp, đưa uống liều cao rồi tăng gấp đôi cái viên thuốc. Thôi vậy cũng mừng rồi. Tạm thời vậy cũng mừng rồi. Giờ về thôi mà nhờ là đi khám tim mới đòi ra đó. Lời đã không, cái bắt buộc tới gần thai thận là bắt buộc phải khám tim, chứ nếu cái mà chưa đi khám tim là còn còn khó thở nữa. Nó nghiệt hơn hai chỗ chứ không phải nó nghiệt một chỗ. Đi khám toàn bộ đâu, người ta mai mốt mày còn đi mai mốt khi trước khi đi vô cái gặp ngày bác sĩ phẫu thuật, người ta phải làm coi thêm cái thận của mẹ cấy như thế nào, người ta mới quyết định là lấy bên nào cũng còn. Bữa bác sĩ cũng nói con bây giờ ta khám trước vậy đó chứ, cái ngày mà bắt đầu vô nhập viện để mổ là ta cũng phải làm lại toàn bộ xét nghiệm toàn bộ lại hết nữa, kỹ lắm. Trước khi lên ca mổ thì kỹ lắm. Qua đây mấy tháng chờ xét nghiệm mà làm không phải làm lần, tại vì biết sao, nó phải xin bảo hiểm, bảo hiểm đồng ý nó mới làm, đậu làm cho thằng Trân sau mới qua tới mình. Tại nhiều khi xét nghiệm cứ cho con mà xét nghiệm nhanh quá, rồi xong chuyển qua cho mẹ, thời gian chờ nó lâu thì có thể là nó biến đổi cơ thể mình sao sao, lúc đó kết quả sẽ khác. Người ta phải làm dài ra đảm bảo. Không, cái gì cũng vậy, nó cũng phải khám kỹ lắm, rồi từ từ chứ không có vội vàng mà muốn mổ theo ý mình là mổ đâu, không có gì kỹ lắm. Mổ cái đó đâu phải lần dễ cái đâu, mà mình mong mình mổ liền mình sức khỏe như vậy nó cũng đâu có dám xuống giam. Không ai dám mình theo ý mình cũng được. Ví dụ bác sĩ nó khám mình tân lấy được nó người ta mới cho, chứ dù tân không đủ sức khỏe bác sĩ cũng không qua lấy đâu. Bữa đi gặp bác sĩ chuẩn bị mổ cho mình là bác sĩ cũng còn trẻ mà người Việt, nhưng mà không biết nói tiếng Việt, nói tiếng Anh. Tên là Phạm Anh Khoa. Tại vì sanh đẻ ở đây đó, nhiều khi đâu có biết nói tiếng Việt đâu. Ok. Bữa đó có mình Tân đi gặp bác sĩ, tại vì bữa đó mình đi lọc máu, đi bữa thứ ba. Ok rồi, thôi bữa nay tới rồi chị đi rồi đi về bển thì vui vẻ rồi. Rồi chờ ngày qua để giúp mẹ ha, để giúp mẹ rồi hai mẹ con dẫn nhau về thăm Việt Nam một chuyến. cũng mong là vậy. Tại vì hai đứa cháu nội mình chỉ thấy mặt qua hình ảnh thôi chứ, tại vì mình đi qua đây rồi nó mới đẻ con. Đám cưới thì chị có về không? Đám cưới là mình tổ chức cho nó trước rồi mình mới đi. Đám cưới vợ rồi chị mới đi định cư ở Mỹ. Tại vì trước thì cũng đám cưới mà sau đám cưới thôi. Ba đó tôi cưới đi. Cưới đi rồi mình đi qua đây để cho nó sống bên đó. Thì nói chung là giờ ba thì cũng mất rồi.
giờ mẹ còn có những cái tâm nguyện kia nào muốn được làm, như là thăm cháu, thăm nhà bà thăm con, cửa bà con kia nọ, là chọn một đời. Nhưng mong mỏi cũng trở về được Việt Nam một lần. À, may với đợt đó không về được nó về. Chị thấy không? Chị thấy như lời em cản không? Trời ơi, lần chị đi nghe lời cái bà kia dứt khoát phải đi mua vé để đi về. Còn bây giờ là xong luôn. Đó, thấy không? Chị thấy không? Cô Hằng la biết bao nhiêu cô Hằng nói chị Mỹ ơi, là chị Mỹ chị nghĩ làm sao vậy? Mà bà kia dứt khoát đốc, rồi bà kia còn điện lại nói với em phải cho chị về một lần tâm nguyện. Nói cái này là chị về không quyền của chị chứ không phải là em cho. Cho nên đắt qua cái bà khùng kia đó chị. Cái bà mà tới thăm chị rồi giả bộ giả trò này và trò nọ đó. Em nói chuyện chị Mỹ đi về không phải là em cho, mà là tùy chị Mỹ quyết định. Nhưng em luôn luôn em cản, em không có muốn chị Mỹ đi về. Tại vì lọc thận cái thứ nhất, về rất là tốn tiền. Rất là tốn tiền lọc thận ở Việt Nam. Nhưng cái mùa Covid chưa chắc có bảo đảm được tánh mạng của mình không. Mình đang người bệnh mà máy móc bên đó là nước của đó. Có không được máy móc không, bà tới bà phá, tới đến nỗi mà bà phá bà kêu chị là phải tách khỏi em, khỏi này kia nọ. Chị thấy người tốt vậy không? Giả bộ cái nước mắt lại, giả bộ khóc với chị, nước mắt gì? Nếu khóc với chị thì phải nghĩ làm sao? Cuộc sống chị Mỹ phải mình lo một cái an toàn, mình phải suy nghĩ xa chứ. Đâu có đốc mẹ con đi về như vậy. Lúc đó mẹ con đi luôn. Đi luôn á, đốc mẹ con cũng đi nghe lời đi mua vé bay. Sau đó rồi cứ cô Hằng cứ điện cô Hằng hỏi, thì mẹ con mới nói muốn đi quyết định rồi. Cái tới cái ngày cuối cùng đụng một cái bệnh xỉu, ông trời khiến không? Ông trời khiến ông bụng chặn, ông trời cản liền. Ông trời cản liền luôn. Giống như cái số không có, chưa có tới chết. Cái số mình chưa tới. Chưa tận. Cho nên là khiến cái xỉu vô bệnh viện, cái cancel vé khỏi đi, cái điện cái nói Hằng ơi may quá, Hằng nói đúng quá, Hằng la tôi đúng quá, giờ tôi bị xỉu tôi không có đi được. Nói thấy chưa? Không, nhiều khi đi tại lúc thời gian bên đó đã đổ nóng nữa. Thay đổi nhiệt độ liền đó là. Còn cái bà kia bả đâu có bình thường, bả chỉ đốc chuyện bậy thôi à. Bà đốc chuyện bậy bạ, còn đốc mẹ con á, đừng có tới gần cô Hằng. Cháy đang nói chuyện mà. Tắt lại thôi. Tắt chưa? Dạ, ta không để đổ chuông, đổ chuông mà con tắt. Đốc mẹ con á, đừng có lại gần cô Hằng. Coi cái ác độc không, nếu chị mà nghe lời bả không có liên lạc với Hằng, vậy bả có lo được cái cuộc sống này không? Bả có uy tín ở đâu mà ai đi giúp đỡ? À, đợt đó mẹ con gọi là ban con về cũng nói thôi mẹ ở lại bên đó đi lọc thận rồi. Mày về có chuyện gì là con lo cho ba, xong là con lo cho mẹ luôn á. Cô Hằng cản, cô Hằng nói hết lời dứt khoát phải, tôi phải đi về thăm gia đình. Nói chị nghĩ làm sao vậy trời, trong khi đang bệnh mà cái mùa Covid ở Việt Nam người ta đang gầm gỗ rất là ghê, lỡ mình là cái người có bệnh nền rất là sợ mình mà phải tránh xa như lúc vậy. Lúc đó con cũng mới khỏi được 3 tháng rồi, sợ lây cho mẹ ở chung nhà mà lây. Theo lẽ con ở bển mấy đứa con phải cản một cách quyết liệt, đừng có cho mẹ con về. Hai đứa con với lại vợ thì là ở trên nhà ngoại hay chơi thì tiếp xúc rất là nhiều người, tại nhà vợ là mở quán ăn á. Nên mỗi lần cô Hằng gọi tới nói bả về Việt Nam, cô Hằng chỉ nói thôi em bây giờ đó ý của chị, em chỉ góp ý là em nói chị đi về là không có nên, không có được, dứt khoát không được. Nhưng mà lúc đó cũng cương quyết. Mà ông trời ông khiến sao tới cái ngày đi tự nhiên xỉu đi vô bệnh viện. Con nghĩ ủa mẹ nếu mày đi về á thì ok cũng được, lọc đây con chịu chấp nhận con bỏ vô chỗ bệnh viện quốc tế. Tại con không hiểu nhưng mà bây giờ là cái máy móc của nó có tốt hay không, rồi bọn anh tập ở bên đây nó đang lùm. Với lại lỡ Covid dính vô con có biết những người bệnh nền này về bệnh cái là đi luôn, đi luôn á, đi luôn liền, bệnh nền về Covid đi luôn. Lúc đó gầm gỗ người ta không bệnh nền người ta còn đi biết bao nhiêu nữa. Chứ không chi mà mình có bệnh nền. Mà đó rõ ràng số phận không? Số mạng không? Tới ngày bà gần đi nó xỉu mà đi bệnh viện. Cái bà điện, bà nói Hằng ơi, tôi bây giờ tôi nghĩ tới Hằng nói đúng quá. Nó đúng không? Đang nói mình chỉ suy nghĩ một cái đơn giản, mình nói cái người bệnh mà đang là nó lại lấy dây lại nó rào ở nhà lại. Đúng rồi, nghe nói ai bị Covid nhiễm lại bệnh nó rào. Nhưng mà đó thấy không, cho dù cái gì nữa chứ bệnh bên Việt Nam lúc đó nó gầm gỗ ghê lắm. Ở đây thì đâu có ai người mạnh khỏe còn không dám đi về Việt Nam. Huống chi mẹ con lọc thận mà nhất định phải mua vé bay rồi để đi về Việt Nam. Tại lúc đó thì lúc đó ai dẫn chị đi mua? Không, đầu tiên á là bà dẫn đi mua. Bà đó dẫn đi mua, bà đốc chị. Đi mua là mua chung với anh Hòa luôn. Rồi xong cái là giống như ba bày hết á, bà kêu chú Hòa đi mua xong rồi về nói với nó xin tiền, mạnh thường quân trả tiền. Chú Hòa học lại với Hằng.
Thằng nói ủa chú có tiền rồi chú cho bà bày vẽ đi mua vé bay rồi, rồi về phải bắt hàng xin tiền mạnh thường quân cho trả tiền vé xong, bay hả? Xong nghĩ thì nghĩ lại mấy em đi. Lúc đó là Hằng bắt đầu nói là đừng có đi đó. Cái Mỹ mới nói thôi không đi. Nhưng mà bạn á, nói anh hỏi có về không, thì mình đi với bạn mình nó vẫn hơn. Xong nói không, nó đi xong mua vé xong gần đến ngày đó ấy rồi cái là thôi, nói thôi không đi nữa, mua vé lại. Trời ơi cái bà quỷ đó, bà nói chung có linh cảm linh tính trời cản đỡ. Không mà đợt đó về là xong luôn rồi đó. Thấy không? Thời gian bây giờ mới biết đi sao. Mất sức. Đúng rồi. Về tới đó phải đi lọc thận nữa. Lọc thận rồi thở lọc liền chứ. Lọc liền cái không được. Vừa xuống tới lớp thì khí hậu nó mệt nữa. Tại lúc đó ngay bên đây mùa lạnh mát mẻ, xong về đùng xuống một cái chị nóng, rồi chị bệnh nữa, sao chống lại được. Đó. Cái số phận, cái số mạng chưa tới. Nhưng mà lại gõ luôn. Nhưng mà năm nay á, năm ngoái á nha, là thí dụ như trời mùa hè mình cũng lạnh ở trong người. Năm nay trong người mùa hè nóng phải không? Mùa hè năm nay có cảm giác nóng, không còn cảm giác lạnh nữa. Là khỏe lại đó. Mà nói chung là mẹ con bữa giờ nóng á, đổ được tiết của mồ hôi ra đổ mồ hôi. Chứ hồi xưa là không có đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi được, khỏe lắm. Ok, thôi để em đi về. Rồi cô Hằng về, rồi có gì vậy đi ha. Rồi về bển rồi có cái gì thì gọi cho cô Hằng biết hay là để sắp tới để qua như thế nào vậy đó. Thì chắc chắn là về một thời gian ok, mà về 6 tháng vui vẻ qua đây là để cũng chưa biết được, thì bác sĩ cũng nói là 3 tháng 4 tháng nói chung là từ 3 đến 6 tháng thì nhắm, nếu mà tình trạng của mẹ ổn định rồi á thì sẽ cho ngưng dùng thuốc loãng máu Aspirin với một loại nữa trong vòng 3 tháng cái loại đó là ngưng. Không được dùng. Đi khám thường xuyên, rồi nếu nó ổn định rồi thì người ta sẽ họp, người ta định cái ngày mổ rồi ngày báo cho con chạy qua. Phải định cái ngày mổ xa rồi xong rồi người ta mới xin, mình mới còn đi lên xin visa nữa, người ta phải báo trước mình mấy tuần lận, một tháng. Ok, nói chung cũng cái số cho con cứ nghĩ là chắc cũng cỡ tháng 6, tháng 7 là người ta có thể là mổ cho con và mẹ. Mà đâu ngờ vô mùa nóng, vô mùa nóng thì chắc trời cũng độ hay sao. Cho nóng. Vô mùa lạnh mổ. Nếu mà nóng mổ về kiểu này sức khỏe đã không tốt rồi mà ngợp nữa chứ. Ngợp nữa. Dạ nhưng mà chị phải bây giờ chị được đi xin người Thích Kha được đó chị. Bây giờ nên đi kiếm đi. Bây giờ cho mà. Kiếm từ bây giờ phải kiếm người biết lái xe nha. Tại vì khi mổ rất là cần để mà chở đi bệnh viện hay là chở đi khám rất nhiều. Và mùa học tới anh Don là phải đưa mấy đứa nhỏ đi học chứ không phải là mỗi lần anh Don đưa chị như vậy hoài không có được. Giống như là lúc chị chưa mổ nè thì không có đi bác sĩ nhiều, thì lâu lâu là anh Don đưa được, chứ còn cái đó mỗi ngày và mỗi tuần là chị kiếm người Thích Kha là phải người biết lái xe để Thích Kha mình, tại người ta lấy tiền á. Cho nên là bây giờ á, chị kiếm người Thích Kha trước đi, còn nếu không á, nói trên kênh đây, nếu mà ai làm được người Thích Kha đó thì có thể bắt đầu dẫn chị đi mở hồ sơ Thích Kha được rồi. Thí dụ chị chưa mổ không, chưa mổ nó sẽ cho chị ít giờ, chính phủ lại Thích Kha ít giờ, khi chị mổ rồi bắt đầu người ta cho giờ rất là nhiều, cho giờ người Thích Kha rất nhiều, là chị phải kiếm trước đi. Tại Mỹ có chị bạn hồi xưa Mỹ, nhưng mà bà phải biết lái xe chở chị đi bác sĩ à. Tại vì cái chị đó là hồi xưa Mỹ đi giữ một người chỉ ca sáng mình ca chiều, rồi chị lớn tuổi hả? Chị lớn hơn mình vài tuổi. Rồi như vậy khi lái xe đi xuống Ten Pho này kia rồi bà biết không? Bà lái như bay. Vậy hả? Đó, tại vì khi chị mổ ở Ten Pho gì, Tân cũng mổ ở Ten Pho gì. Là phải đi xuống dưới khám, mà khi mình về rồi là đi xuống mỗi tuần á. Để mà thử máu và gặp bác sĩ. Thì thử máu liên tục. Liên tục. Người ta báo với con là con thì một tuần đi khám một lần, trong vòng một tháng là xong. Còn mẹ thì là một tuần hai lần. Trong một tháng là xong. Không có đi tái khám nhiều như xong nó mới quy định là 3 tháng sau mới tái khám một lần. Cũng tùy thuộc vào tình hình. Thì nhẹ lắm. Tùy thuộc tình của mẹ nữa. Mẹ con thôi. Với lúc đầu mà về mấy ngày đầu á là mệt lắm. Tại cái thuốc mình uống nè. Rồi nó đủ thứ các thứ đó. Mấy tuần đầu. Nó giật mình luôn. Thì uống nhiều thuốc lắm mà. Rồi khi cái ăn rất là khổ luôn. Ăn dư chất gì cũng không được, thiếu chất gì cũng không được.
đó không phải động viên mẹ cho mẹ ráng ăn vô. Ráng ăn nhưng mà ăn những cái chất gì, khi xong bác sĩ cho một cái clip dài vậy nè. Phải ăn cái gì nó không có được dư quá, nó không có được thừa quá, mình không thiếu quá. Rồi cái clip đó sẽ không có được ăn cái gì, đặc biệt không có được ăn cái gì luôn cả cuộc đời, giống như trái bưởi. Bưởi không được ăn. Cả cuộc đời này luôn, ăn cái gì đừng có bao giờ quên bỏ miếng bưởi vô miệng. Không bao giờ ăn nha. Đó. Có cái ông chú kia, ổng cũng đi đọc như mình vậy á. Chỗ ổng dạng như sợ ổng ăn măng. Ăn đồ độc. Ăn đồ độc. Hèn chi mấy bữa thấy chân sưng nó phù bự lắm. Nói chú đừng có ăn nữa, ăn nó độc lắm. Ổng nói nó ngon. Nó ngon. Ăn mắm ruốc nữa chứ. Bỏ vậy. Đồ nước áp luôn. Nó ngon, đúng rồi, nhiều người nhịn không được chết chết phải ăn. Cái gì nó độc lắm chú ơi. Đừng có ăn. Nhiều người chết thì kệ á, thèm quá rồi kệ á, đâu có khe đâu. Ăn thoải mái luôn á. Đúng rồi, không mang mà ăn không còn lọc thì ok. Tại vì mình ăn rồi còn lọc còn kéo ra được. Còn khi chị thay cách đây mấy ngày ăn mới ăn có mấy miếng chả tím á. Đau đầu á. Đau đầu hả? Còn khi thay thận có nghĩa là cái thận nó lọc rồi, chứ không phải lọc nhân tạo để kéo chất dơ ra nữa. Thì khi cái thận nó lọc rồi á là mình phải cố gắng giữ gìn, mình ăn uống kỹ. Thì khi mới gáp vô á, nó chưa có hoạt động nhiều á, chưa thích ứng. Dạ yeah, thì á là rất là kỹ luôn. Thì nói chung là thay rồi thì mẹ cũng cái nào bất thèm thì đừng có ăn nữa. Cái nào thèm quá đừng có ăn nữa. Nói chung vì sức khỏe không, thôi mẹ. Mẹ mấy đồ độc mẹ đâu có dám ăn đâu. Không, nhiều khi có nhiều khi mẹ bây thèm giờ mình nè, không chị biết. Chị chưa thay thận đúng không? Chị ăn thịt cho thiệt nhiều vô, tại vì chị lọc thận phải cần chất thịt. Cần chất thịt nha. Còn khi chị thay thận rồi, chị đừng có ăn thịt nữa, ăn thịt ít thôi. Ăn thịt nạc và ăn rất ít thôi, chị phải ăn cá nhiều. Ăn cá nhiều. Tại vì cái chất thịt, cái thận mình nó mà làm việc nhiều. Làm việc nhiều giống như cái máy á. Cái xe mình chạy nhiều thì mau hư. Vậy thôi. Giống y như cái máy thôi. Tất cả loại cá đều dùng được hay là... Cá là không có gì giờ cử kiên hết á. Dạ. Cá là không có cử. Còn khi mà mới thay xong mình phải có ăn chất thịt để cho có cái sức á. Thì ăn thịt gà ức rồi đó. Ăn thịt trắng. Đừng ăn thịt đỏ nhiều. Vậy đó. Mua đùi gà, gà. Hôm mai mốt đi có cái clip của bác sĩ cho ăn mà lo gì. Bác sĩ có ra một cái tờ giấy. Ăn cái gì? Rau củ cũng lúc đầu ăn gì, đừng có dư cái chất potassium nhiều. Đó. Nó có hết á. Mai mốt nó cho mình một cái tờ giấy mình coi theo cái đó chế độ ăn coi về không được ăn cái gì. Đó. Kỹ lắm. Ok thôi đi về nè. Tối rồi. Rồi, vậy đi cô Hằng đi về ha. Cảm ơn cô Hằng. Rồi. Cảm ơn nha Hà. Rồi, không có gì. Ok, khỏi đưa đi. Bỏ tiền vô túi. Trời đất ơi. Bỏ tiền vô túi. Ok, thôi bye bye đi. Nha, khỏi đừng đưa. Chào cô Hằng. Rồi. Rồi.